Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng toàn thể quý quyến thuộc trên khắp thế giới. Hôm nay bây giờ này là 8 giờ 10 phút tại nơi Bối Diệp Thiền Thất. Hôm nay là ngày 5 tháng 12 năm 2013. Thì theo cái lời thỉnh cầu của các vị ở trên mạng học ở trên thế giới, trên qua những cái website, những cái Facebook của thầy, thì các vị muốn nghe cho nó toàn bộ nguyên văn về cái tác phẩm mà thầy đã vừa luận giải xong, là cái tác phẩm Chứng Đạo Ca đây. Thì năm rồi á, thì tôi luận giải qua những cái bài nó gián đoạn, là tại vì tôi phiên dịch tới đâu, luận giải tới đâu á, thì tôi ngay cái ngày mà tôi giảng thì tôi lại ngang cái bài nào thì tôi triển khai cái bài đó. Vì vậy mà giống như là nó tắt ngang vậy. Thì sau một quá trình một năm, nó đã hoàn thành và in ấn, đã ra đời được một cái cuốn sách. Thì cái điều mà tôi vui mừng và cũng cảm ơn các cái học trò, các cái quyến thuộc mà những người xung quanh tôi gần gũi trực tiếp cũng như các vị gián tiếp đã tạo một cái nhân duyên, cái niềm hoan hỷ học đọc để cho thầy viết luận giải xong cái tác phẩm Chứng Đạo Ca, một cái tác phẩm tuyệt tác của cái nền tư tưởng giáo lý nhà Phật. Thì đáp ứng theo cái lời yêu cầu của các vị, thì hôm nay bắt đầu dành một cái thời giờ, và kể từ đây thì tôi sẽ triển khai cái tác phẩm này từ đầu cho tới đuôi trong cái vấn đề một cái quyển sách này cho toàn thể các vị học nghe. Thì thưa đại chúng, cái chữ chứng đạo ca đó nghĩa là cái một cái niềm hoan hỷ, một cái khúc ca của cái người hiểu đạo, liễu đạo, ngộ đạo. Mà cái người đó đó là tác giả, đó là Thiền sư Huyền Giác. Thì cái tác phẩm này đó đòi hỏi những người học, những người nghe phải có một cái tâm thành học hỏi giáo pháp của nhà Phật. Đây là một tác phẩm tuyệt tác, nó là một cái nền giáo nghĩa đại thừa, có nghĩa là một cái nền triết lý cao và sâu sắc. Cho nên khi cái luận giải tác phẩm này đó, thì thật sự ra tôi đắn đo rất là nhiều. Cho nên bây giờ tôi xin phép đọc lại cái lời tựa để mà khi luận giải cái tác phẩm này. Cái lời tựa ở cái trang sách, trang thứ 5 của quyển sách: Kính lễ Đức Thế Tôn giác ngộ cõi Ta Bà Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý thiện hữu tri thức, cái chữ kính lễ Đức Thế Tôn giác ngộ cõi Ta Bà Thích Ca Mâu Ni có nghĩa là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đó. Thế vậy chữ kính lễ là dịch nghĩa từ cái chữ Nam Mô. Thì chúng ta là người đạo Phật, dưới cái sự tu hành theo cái giáo pháp của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, cho nên khi chúng ta làm một việc gì đó, chúng ta phải kính lễ Ngài. Đây là cái lễ nghĩa của cái người con, cái người tín đồ đối với một bậc giác ngộ, một bậc giáo chủ. Cho nên cái kính lễ Đức Thế Tôn nghĩa là Nam Mô Thế Tôn. Đây là cái danh từ dịch nghĩa, một trong cái 10 danh hiệu của Phật: Như Lai Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Nó là một trong 10 danh hiệu của Đức Phật.
Như vậy thì chúng ta kêu Đức Phật bằng Đức Phật cũng được, kêu bằng Như Lai cũng được, kêu bằng Thế Tôn cũng được, kêu bằng Bạch Điều Ngự Trượng Phu, hay là kêu bằng Đức Thiên Nhân Sư cũng được. Bởi vì đó là 10 danh hiệu của một vị Phật. Một vị Phật nào cũng phải có 10 cái đức hiệu như vậy. Thì kính lễ Đức Thế Tôn giác ngộ cõi Ta Bà, tại vì chúng ta nói là Phật Thích Ca, Ta Bà giáo chủ điều ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, cho nên thầy mới dịch ra cái tiếng là kính lễ Đức Thế Tôn giác ngộ cõi Ta Bà Thích Ca Mâu Ni. Sở dĩ cái danh từ Thích Ca Mâu Ni tôi không dịch ra là tại vì đó là cái danh hiệu, cái tên của Đức Phật chúng ta. Và đồng thời á, vì theo cái cách phiên dịch của Huyền Trang Tam Tạng Pháp Sư á, thì đây là một cái danh từ gọi là trang trọng bất phiên, vì có sự trang trọng cho nên mình không có phiên dịch. Trân trọng là cái tên riêng, như vậy thì mình không có phiên dịch. Nhưng mà cái chữ Thích Ca Mâu Ni á, nếu phiên dịch ra như là năng nhân tịch mặc, là cái người có cái lòng nhân từ và có một cái sức, cái tâm hồn vắng lặng, gọi là tịch mặc đó, thì cái Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật là tôi xin phép dịch theo cái như vậy. Kính đến quý thiện tri thức, thì sở dĩ á, trên bước đường tu theo cái tinh thần của Phật dạy đó, thì tất cả đều là thiện tri thức hết. Dù thuận duyên hay nghịch duyên, dù người đó có thuận hay có nghịch, mà nếu hiểu ra rồi đó thì đều là những bậc tri thức để cho chúng ta thăng tiến trên con đường tu tập. Khi nghiên cứu tìm hiểu nền giáo lý đạo Phật qua bộ kinh bộ luận nào, người thực hiện phải nắm rõ năm thừa Phật giáo. Thừa nghĩa là cỗ xe chuyên chở đến bờ giác ngộ giải thoát. Thừa được hiểu như ta đi du lịch trong nước hay ngoài nước, phải sử dụng phương tiện xe cộ, tàu bè hoặc phi cơ vậy. Như vậy chữ thừa là cỗ xe. Quý vị nhớ chữ thừa. Cho nên trên tinh thần á, thì sở dĩ Đức Phật ngày xưa Đức Phật nói pháp á, thì không có nói cho thừa nào hết á, nhưng mà vì để cho cái nền giáo lý của nhà Phật nó có cái thứ đệ để mà khi mình nói chuyện á, mình biết coi cái căn cơ, cái trình độ, cái khả năng nhận biết của cái người đối diện với mình, cái người đang hỏi, đang vấn Phật pháp, hoặc là mình đang giáo hóa coi họ ấy, ngang với cái thừa nào, ngang cái căn cơ như thế nào. Cho nên sau này chư tổ mới chia ra cái Phật giáo nó có năm thừa. Đây là do chư tổ chia năm thừa. Đó là năm cái sự nhận thức, cái khả năng tiếp thu của hành giả nghiên cứu đạo Phật. Như vậy chữ thừa có nghĩa là cỗ xe. Rồi sau này thì gom gọn nó lại á, thì lại mới phân biệt ra hai cái thừa là tiểu thừa và đại thừa. Chứ thật sự ra chữ thừa nó không có tiểu có đại. Cái cỗ xe thì tùy theo cái sự chuyên chở của cái sức cỗ xe đó, cũng như cái sự nhận thức của con người. Nhưng mà bây giờ thì mình muốn tìm hiểu về cái nền giáo lý nhà Phật cho nó rõ ràng thì phải bước qua cái cửa năm thừa. Tại sao trên cuộc đời này các vị theo đạo Phật mà các vị dễ sanh những cái phiền não, rồi có nhiều khi giống như là lý luận đấu lý với nhau, tranh cãi với nhau, là tại vì các vị không rõ được năm thừa của Phật giáo. Có nhiều khi người ta cái khả năng nhận thức người ta là đang trên bước đường nhân thừa thôi, mà cái người giảng hoặc là cái người nói hoặc là cái người muốn nói chuyện á, thì cái khả năng người ta chỉ ngang với nhân thừa, mà mình đem cái Phật thừa ra mình nói hay đem cái Bồ Tát thừa ra mình nói, như vậy thì vô tình giống như nó có một cái sự chống với nhau, cái sự đối nghịch với nhau. Vì vậy mà tất cả các kinh tôi giảng dạy tôi đều nhắc cái điều này trước tiên.
khi thí dụ như các Phật tử muốn nói chuyện với ai thì ít nhất cái mình cũng biết mình đang nói trong thừa nào. Rồi cái người mà mình muốn nói chuyện với người đó đó thì phải biết cái căn cơ, cái chủng tánh, cái khả năng của họ tiếp thu ở thừa nào để mình nói chuyện cái nó thích hợp. Chứ còn khéo nói hồi là gây lộn, giống như là có một cái sự đem cái giáo pháp Phật ra mà hí luận để ra nói chơi vậy, để ra mà tranh cãi vậy. Cho nên nó rất là khó. Vì vậy cho nên tôi cân nhắc cho tất cả các quyến thuộc trên thế giới á, là khi chúng ta muốn bàn luận đến với Phật Pháp thì chúng ta phải phân vùng cái vấn đề chúng ta muốn nói thuộc thừa nào. Và cái người nghe đó là cái người đó có khả năng tiếp thu ở thừa nào, và người đó muốn nghe ở thừa nào trong năm thừa. Đó, hãy nhắc như vậy. Nếu như vậy thì cái chuyện mà ngồi nói chuyện đạo pháp với nhau mà nói qua nói lại về giáo pháp nhà Phật nó không có chống trái với nhau. Chứ không khéo là một hồi là coi như là có thể sanh sự, sự sanh, rồi giận hờn, rồi quán thù, rồi coi như là bảo thủ cái thiên kiến, cái tư tưởng của mình là họ là có chuyện đó. Mà nhiều người họ nói là trên cuộc đời này có hai cái mà khó giải quyết được đó. Một là về vấn đề tôn giáo, hai là về vấn đề chính trị. Hai cái này là nói hoài, nói mãi, nói không ngày nào hết, năm nào hết, tháng nào hết, đời nào hết, nó không hết. Nghĩa là mỗi người có cái nhìn khác nhau, chỉ có hai cái khó nhất mà giải quyết mà lý luận nó không hết cái ý nghĩa đó. Một là về tôn giáo, hai là về chính trị. Vì vậy mà đối với tôn giáo, đối với Phật giáo, đối với đạo giáo, đạo Phật thì rất rõ ràng chia ra làm năm thừa như vậy. Cho nên như quý vị hiểu là cái gì chữ thừa có nghĩa là cổ xe. Khi đi tìm sự an lạc về tánh giác ngộ của chính mình, Phật tử đừng nên đặt hy vọng quá cao, vì nó có thể bị thất vọng nếu mình không gặp được đúng người dẫn đường đến chân lý. Một khi Phật tử hiểu rõ năm thừa thì nghe kinh hay học đạo sẽ phân định rõ ràng, không lộn lạo, không thắc mắc, hí luận với nhau. Thì cái điều này tôi đã lên tiếng cho các vị rồi. Một khi mà các vị đi tìm sự an lạc về tánh giác ngộ của chính mình á, thì các Phật tử đừng đặt một hy vọng nơi ai đó quá cao. Bởi vì có nhiều người á, đặt hy vọng quá cao với một ông thầy hướng dẫn, với một vị lãnh đạo tinh thần, với một cái nơi, cái tòng lâm, cái chùa nào đó đó. Mình đặt hết cái niềm tin, cái niềm hy vọng, mong chờ, trông đợi của mình ở trong đó. Rồi cuối cùng mình lại có cái tánh bảo thủ, ích kỷ, đòi hỏi theo cái muốn của mình. Thì nó dễ dàng đổ vỡ cái tình cảm, cái tâm tư, cái nguyện vọng. Cái đó tôi lên tiếng trước như vậy. Khi tìm sự an lạc về cái tánh giác ngộ của chính mình. Bởi vì cái sự giác ngộ là mình trở về với cái mình, cái chính mình, cái tánh giác của mình. Chứ còn có nhiều người cứ đi tu hành à, đòi hỏi ông thầy phải là coi như là hoàn hảo hết 100%, đòi hỏi ông thầy phải có một cái gì đó coi như là nó khác thường, nó khác coi như khác lạ, rồi không được vậy cái này coi như trở thành cái phiền não, trở thành cái đau khổ. Rồi có khi là công kích, rồi chửi bới lẫn nhau, rồi cơ hiềm, rồi mâu, rồi móc, rồi giận, rồi hờn, đủ thứ hết. Cho nên đó là cái nguyên nhân khổ đau là do chính mình. Tất cả nguyên nhân khổ đau là do chính mình. Cho nên một khi mà nếu là một Phật tử mà hiểu rõ được năm thừa rồi đó, thì nghe kinh hay học đạo sẽ phân định rõ ràng, không có lộn lạo, mà không có thắc mắc, hí luận với nhau nữa. Còn khéo là mình cứ thắc mắc, mình hí luận. Hí luận có nghĩa là mình lý luận để mà mình mua vui, giống như mua vui vậy. Rồi người này nói qua, người kia nói lại, nên cuối cùng rồi sinh sự với nhau. Thì đem cái Phật giáo ra, cái giáo lý nhà Phật ra để dẫn chơi, để làm cái trò mà mua vui. Vì vậy mà Đức Như Lai Thế Tôn cấm các đệ tử Đức Phật là không cho hí luận, không cho đem cái gì mà bàn cãi ra để mua vui. Mà ngay từ thời Đức Phật còn tại thế, có những điều
những người khác đạo, Bà La Môn tới hỏi Phật, có những câu Phật không trả lời, Phật im lặng. Đó là một cái cách giáo hóa, chứ không phải là hỏi cái gì Phật cũng biết hết, Phật cũng nói hết. Nói cái hỏi cỡ gì, hỏi móc méo, hỏi như thế nào Phật cũng trả lời, không có. Cho nên Đức Phật có nói một điều rằng là có khi Bà La Môn tới hỏi Phật những cái câu, cái câu mà không phải Phật trả lời không được, nhưng mà nó không phải nhằm ở chỗ cái mục đích giác ngộ giải thoát hay chân lý, thì Phật làm thinh. Rồi có lần Phật nói rằng là, này ông đạo sĩ à, thí như có cái người mà bắn ông trúng cái mũi tên vô bả vai ông á, rồi bây giờ tôi hỏi ông là bây giờ ông cầm cái mũi tên, để cái mũi tên trong bả vai đó, ông chạy ông hỏi ai bắn tôi, rồi tên từ đâu đến, hay là khi mà tên nó trúng vô bả vai ông lo giật mũi tên ra để ông nặng máu, ông xức thuốc, ông trị cái vết thương đó, thì giờ ông muốn cái nào? Thì cái người trí á, cái người hiểu biết á, thì chắc chắn khi vừa trúng cái mũi tên thì ai cũng phải lo giật cái mũi tên ra để mà nặng cái chất độc, máu độc ra, rồi lo băng cái bó cái vết thương, chứ ai dạy mà đem xách cái mũi tên để trên bả vai đi chạy hết làng hết xóm hỏi ai bắn tôi, mũi tên này từ đâu đến. Chỉ có người dạy mới làm việc đó thôi. Thì trên bước đường tu của chúng ta, trên bước đường học Phật của chúng ta cũng vậy. Đừng có dạy mà chưa xong cái này đi hỏi cái kia, là chưa được cái này chúng ta đi tìm cầu cái khác, coi như là cuối cùng chúng ta không có kết quả. Mà giống như là cái người mà bị trúng mũi tên mà chạy đi hỏi chứ ai bắn tôi vậy. Thì cái người đệ tử Phật, cái người học giáo pháp nhà Phật phải hiểu điều này, là chúng ta coi chúng ta bệnh gì thì chúng ta uống thuốc đó, và chúng ta nghe được cái gì hay thì chúng ta nên thực hành cái điều đó. Chứ còn ta nghe cái này cái ta bỏ vô và ta chưa có làm gì hết, cái lật đặt ta đi tìm cái người khác. Có nhiều người bệnh vậy đó, nhiều người bệnh nhưng mà mới nghe ông thầy thuốc này giỏi cái tới mua thuốc, tới hút thuốc, tới xin thuốc về uống. Uống mới vừa uống 1-2 ngày cái là cái nghe cái người khác nó ông thầy kia giỏi, cái chạy đi tìm tới để mà mua thuốc, xin thuốc, thì cuối cùng là chết thôi. Chứ còn bởi vì mình vội vã quá, cho nên trên bước đường tu của chúng ta đó, thì chúng ta có quyền lựa chọn cái pháp tu tập, lựa chọn cái ông thầy mà hợp nhãn hợp nhĩ, hợp cái lời nói với mình để mình tu tập, có quyền đó. Nhưng mà mình đừng có quyền đòi hỏi đi tìm cầu những cái mà ngoài tầm tay của mình đó. Thầy nhắc cho các Phật tử nhớ như vậy đó. Thì các vị làm sao đừng có hí luận với nhau. Vậy năm thừa Phật giáo là gì? Nghĩa là năm cỗ xe chở chúng sanh đến nơi an vui giải thoát. Năm thừa gồm có: một là nhân thừa đó. Bây giờ bắt đầu chúng ta đi từng bước. Thứ nhất đó là nhân thừa, là cỗ xe chuyên chở phước báo làm người. Nếu ai giữ tròn nhân cách con người, thực hành năm giới, được giới nào thì có an lạc giới đó. Chẳng hạn như giữ giới không giết người thì không bao giờ ở tù và bị tử hình vì tội sát nhân. Có nhiều người hy vọng dựa dẫm vào người khác sẽ dễ bị thất vọng lớn nếu kết quả không ý muốn. Người tu theo nhân thừa có thể tạm bằng lòng với hạnh phúc của thế gian, nhưng vẫn mãi bị đau khổ nếu không biết lẽ đạo tu hành. Lý do chúng sanh chịu khổ là vì sự cố chấp của chính mình. Ví dụ chuyện đơn giản, ta đang ăn chay mà có đứa cháu nào nó dùng đũa đồ mặn gắp nhầm vào, ta dễ tức giận la lối, thậm chí ta bỏ cả cơm. Đó là nỗi khổ vì thiếu hiểu biết lẽ đạo. Ngày xưa Tổ Huệ Năng trải qua 16 năm sống chung với thợ săn trong rừng, phải lấy rau bỏ vào nồi nấu cùng với thịt luộc. Thợ săn hỏi tại sao không ăn thịt, thì Tổ bảo vì cái bụng không thích ăn thịt mà chỉ thích ăn rau.
Nếu tổ cố chấp thì chắc bị giết mất rồi. Cho nên người tu Phật chúng ta phải sáng suốt, biết ý nghĩa việc mình làm. Tu nhân thừa có kết quả đem lại hạnh phúc cho bản thân và gia đình rất lớn, nhưng chưa thật được giải thoát. Thì như vậy tu nhân thừa là Đức Phật dạy để bảo toàn cái nhân cách làm người. Và nếu tu mà đúng theo cái lời Phật dạy, giữ tròn năm giới tam quy, tròn ba quy y và năm giới, thì coi như chắc chắn là hết kiếp này sẽ tái sanh trở lại làm người. Còn với cái tinh thần của nhà Nho đó, thì người ta quan niệm là tam can ngũ thường, tam tùng tứ đức, thì nó cũng gần na ná giống với nhà Phật vậy. Nhưng mà tại vì với cái tư tưởng đó thì nó còn kẹt trong cái xã hội hóa. Trong tam can thì giữ cái đạo quân thần, thì trong nhà Phật thì tam quy, nhà Phật thì ba quy, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Còn nhà Nho thì tam can có nghĩa là quân thần, là phụ tử, là phu thê. Nghe thì nó gần như na ná với nhau, nhưng mà sở dĩ nhà Nho đó họ quan niệm như vậy, nhưng mà họ không vượt ra cái dòng đối đãi của cái sinh tử, của cái sự mà ràng buộc trong những cái tư tưởng, coi như cái giới điều. Đạo quân thần thì ngày xưa đó là quân sử thần tử, thần bất tử bất trung, phụ sử tử vong, tử bất vong bất hiếu. Vua mà sử chết á, mà thần mà không chết á, thì coi như thần bất trung. Nên ngày xưa cho nên vua là lệnh trời, muốn ai sống sống, ai chết chết. Cho nên nó không được kể vua, vua biểu chết là phải chết. Còn phụ sử tử vong, tử bất vong bất hiếu, cha mà biểu con chết thì con phải chết, mà con không chết thì bất hiếu. Đó là cái tư tưởng này nó còn đè nặng trong cái tư tưởng chưa thoát đi được cái kiếp kèm kẹp của cái kiếp con người mà sống trong một cái vòng giống như là nô lệ. Cho nên người ta mới gọi là phong kiến, cái nhìn nó quá gò bó trong một cái địa phận như vậy. Rồi phụ tử quân thần, rồi phụ tử, rồi phu thê. Phu thê coi như là ngày xưa hãy mà mấy người nữ mà chồng chết thì phải ở vậy nuôi con. Ngày xưa có nhiều người mà lớn lên rồi chồng đi nói thôi, chồng đi mới dạm hỏi thôi, nhưng mà chẳng may rồi chồng chết trước khi cưới. Như vậy là người con gái nó cũng phải ở suốt đời, không được sang thuyền khác. Bởi vì một khi đã giảm hỏi, giảm nói là coi như là dâu của nhà đó, là họ đó, là coi như vợ của người đó rồi, mà người đó chết trước khi mà cưới về đó, thì người đàn bà cũng phải ở vậy mà thủ tiết, mà thờ chồng. Đó là cái tư tưởng phong kiến. Rồi chồng chết á, thì coi như là cũng phải ở vậy mà nuôi con. Cho nên mới có tam tùng. Đó thì tôi nói theo cái tư tưởng nhà Nho như vậy. Nhưng mà tứ đức hay hoặc là ngũ thường á, thì nó lại có ý nghĩa hơn một chút. Nó cũng gần giống như ngũ giới. Thí dụ như ngũ thường là nhân, nghĩa, lễ, trí, tính. Còn ngược lại bên nhà Phật chúng ta là ngũ giới, tam quy là ngũ giới. Bên đây thì quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Ta quay về nương tựa với Phật, quay về nương tựa với Pháp, quay về nương tựa với Tăng, là ba cái ngôi tam bảo, ba cái ngôi quý báu. Như vậy thì quy Phật đó là quy y với cái tánh giác, chứ không phải quy Phật là quy y với một ông Phật nào đó. Quy Phật là quy y với cái tánh giác. Quy Pháp là quy y với cái chánh pháp, quy y với những cái chân lý đúng sự thật của cuộc đời, của sự giải thoát giác ngộ. Cho nên quy với chánh pháp, chứ không phải quy pháp là quy với một cái quyển kinh nào đó, rồi một câu nào đó, mà phải quy với chánh pháp. Quy tăng là quy với tịnh, có nghĩa là quay về với cái sự hòa hợp thanh tịnh, làm sao cái tâm hồn mình nó được an ổn, nó được vui tươi, được lành mạnh,
thì đó là tam quy, đó là nói về cái lý. Còn cái sự thì các vị coi như thường, hay là quy Phật là mình biết Phật là ông Phật rồi, quy pháp là mình quy với kinh điển kinh sách rồi, rồi quy tăng là quy với một ông thầy nào đó, đó là cái thế gian thôi. Nhưng mà thật ra về cái lý tánh đó, là quy Phật, quy pháp, quy tăng là quy với giác, quy với chánh và quy với tịnh. Thì sở dĩ tại đây mình học kinh tư tưởng liễu nghĩa đại thừa, cho nên tôi mới phải nói cái lý như vậy, thì các vị dần tìm hiểu. Như vậy thì đó là tam quy. Còn ngũ giới thì giới thứ nhất là không sát sanh, trước nhất là chúng ta không được giết người. Thì trong này là chính là đối với nhà Phật là dạy chúng ta không giết người là chính. Tại vì giết người thì phải đền mạng, giết người thì coi như là nó gây cái một nghiệp quán thù lớn mà phải trả bằng nợ máu. Rồi dần từ đó sau này thì cái người đệ tử Phật mới nhân rộng ra. Nhân rộng ra là đó, tại vì mình mới quán chiếu, coi như là Phật mới dạy là quán chiếu, là thí dụ như bây giờ chúng ta là con người ở đây, nhưng mà nếu chúng ta làm tội, chúng ta làm ác, sau này chúng ta có thể đầu thai trở thành con trâu, con bò, con heo, con chó, bởi vì cái nghiệp luân hồi sinh tử do cái tư tưởng con người. Thì vì vậy cho nên người Phật tử mới mở rộng cái lòng nhìn, cái sự nhìn nhận ra, cái sự nhận thức ra. Thì bây giờ chúng ta không nỡ giết những con vật lớn như trâu, bò, heo, chó. Những con vật này nó gần na ná như con người vậy. Nó biết thương, biết ghét, biết thù, biết giận vậy. Đó là những con vật lớn mình không nỡ đoạn mạng để cho nó kêu la thống thiết. Rồi dần dần mới nhân ra nữa đó, thì chúng ta mới không được giết những con vật nhỏ như gà, như vịt, như tôm, như cá, như cua, như chim rồi vân vân. Đó là do cái Phật giáo mình á, nó mỗi lúc mỗi thăng tiến lên mới nhân ra từ không được giết người, mà nhân rộng ra cho tới đem cái lòng từ và nghĩ tới cái sự luân hồi sinh tử mà ta không nỡ đoạn mạng chúng sanh. Đã, các vị nhớ như vậy đó. Nhưng mà tới vấn đề chúng sanh hữu tình là hết rồi. Rồi sau này có nhiều người nói vậy, không nỡ đoạn mạng chúng sanh, đây là bây giờ mình nghĩ tới chúng sanh vô tình nữa. Vô tình như cây, như cỏ, nó cũng có sự sống vậy. Rồi bây giờ á, quý vị thấy tự nhiên mình ra mình ngắt cái ngọn đó, cái nó cũng héo phải không? Thế thì bây giờ tới vô tình rồi làm sao đây? Thôi thì cái đối với tinh thần của Phật giáo nó dừng ở chỗ chúng sanh hữu tình thôi. Chứ còn thật ra thì tôi nghĩ là ngày xưa Đức Phật cũng nói chuyện li ti như vậy. Nhưng mà do cái lòng từ và để cho cái Phật giáo mỗi lúc nó mỗi nhân rộng ra trên cái tâm từ bi và nghĩ tới cái sự luân hồi sinh tử, mà người đệ tử Phật không nỡ cầm dao giết hại vô cớ những chúng sanh hữu tình. Đó, tôi nói vậy thì các vị để ý chỗ đó. Như vậy là cái giới thứ nhất là không sát sanh là như vậy. Đó, rồi bây giờ thứ hai là không trộm cắp. Trộm cắp là những cái vật có chủ ta không nỡ mà ta lấy, bởi vì ta quán chiếu lại ta. Nếu ta có một cái vật gì đó ta thích, ta mất đi ta buồn. Thì bây giờ Đức Phật cũng dạy như vậy. Mình lấy của người ta như vậy, người ta mất, người ta cũng bực bội, người ta buồn, người ta chửi rủa, ta la hét, ta mang cái tội. Rồi mình vô tình mình tạo cho người ta cái tội, rồi người ta mất của, ta đau khổ, ta buồn. Như vậy để giữ gìn cái sự phẩm giá đạo đức của con người mà Phật không cho cái giới trộm cắp, không có cho người phạm vô cái giới trộm cắp. Rồi cái thứ ba là tà dâm. Tự nhiên bảo vệ hạnh phúc, người tín đồ nhà Phật muốn cho chồng vợ yêu thương chung thủy với nhau, con cái nó được thương yêu với nhau, không có xa lìa, cho nên Phật mới dạy là phải tránh dâm. Nghe là được có chồng có vợ mà không có được mà đang ở với vợ rồi đi có bồ có bịch rồi đi làm những điều mà tà dâm, ăn chơi sa đọa bệnh hoạn này kia vân vân, đó là bảo vệ hạnh phúc cho cái gia đình. Rồi giới thứ tư là giới nói dối. Nói dối là nó có bốn việc, là một là không được nói dối, là có nói không, không nói có, thấy nói không thấy, không thấy nói thấy. Là không được nói lưỡi đôi chiều, không được nói lời thiêu dệt, và không được nói lời nguyền rủa hung ác. Đó là bốn cái nói dối, chia ra làm bốn như vậy.
Cho nên người đệ tử Phật thì để cho cái giọng nói được thanh thoát, cái lời nói nó dịu dàng, lời nói nó hiền lương nhân hậu, nó vang xa cái danh thơm tiếng tốt, cho nên người đệ tử Phật cần phải nói lời chân thật. Và sở dĩ đó, cái nhân quả mà chúng ta nói dối, nói láo, nói thiêu dệt, nói hung ác đó, thì kiếp sau chúng ta có tái sanh trở lại đó. Một là cái lưỡi chúng ta to quá, chúng ta nói ngọng nó nhiều. Hai là cái lưỡi không có, nó thụt vô cho nên cũng nói không được. Ba là chúng ta sức môi. Bốn là chúng ta méo miệng vân vân kia đó. Là nó làm cho chúng ta có những cái mà muốn nói mà không nói được. Bởi vì cái kiếp hiện tại mình nói những điều sai trái, mình nói những điều gian dối, mình nói những lời thiêu dệt, mình nói những lời độc ác. Cho nên nó coi như mất cái phước mà kiếp sau sanh lại nó không lưỡi. Hoặc có khi đó kiếp sau sanh nó lại nó nhiều lưỡi nữa. À, nhiều lưỡi chứ có nhiều con, nó nhiều đầu. Mà bây giờ thì mình không có thấy cái những con vật đó, dường như bây giờ mình ít thấy. Chứ ngày thời Đức Phật còn tại thế đó, có những con vật nó rất là nhiều cái đầu. Một thân mà nó nhiều cái đầu. À, cho nên Đức Phật cấm, Đức Phật dạy rằng là người đệ tử Phật thì không có nói dối là vậy. Thứ năm là không nên uống rượu và các thứ sai nghiện làm cho con người mất cái trí tuệ. Thì sở dĩ chư tổ sau này phân tích đó, là uống rượu vô á thì rượu vào lời ra rồi không nói rồi. Nhưng mà khi uống rượu vô nó quá chén rồi đó thì coi như nó trở thành vô minh rồi. Vô minh thì một cái giới rượu thôi mà nó phạm được hết bốn cái giới còn lại. Khi uống rượu vào nhiều quá nó say xỉn vô độ rồi đó thì bắt đầu cái lòng sát hại nó nổi lên. Có nhiều vị hàng ngày chưa dám nhảy xuống cái hồ cá, nhưng mà khi rượu vô rồi cái là hồi hết mồi là coi như nhảy xuống bắt cá lên nhậu. Rồi có nhiều người chưa dám cắt cái cổ gà, nhưng mà nhậu xỉn vô rồi hết mồi là coi như thấy con gà chạy ngang là lấy cây liền cho nó chết, dặn họng nó, cắt cổ nó để trụng nước sôi để làm mồi nhậu. Khi rượu vô thì coi như phạm cái giới sát sanh. Rồi khi rượu vô thì phạm cái giới trộm cắp. Hả, rượu vô đâu có biết gì đâu, hết rượu hết này kia nọ thì cứ lén lấy hoặc là trộm cắp hoặc đủ thứ việc á, coi như mất cái giống trí tuệ, mất cái sự minh mẫn này. Rồi cái rượu vô là tà dâm. Hả, rượu vô sai quá, thấy cô gái là đi ngang đẹp, không biết nó là chị mình hay con mình, là em mình gì, có thấy cái rồi cái lòng dâm dục nó hừng hể lên không kiềm chế được, rồi tầm bậy tầm bạ. Rồi rượu vô rồi coi như miệng thì nói tầm bậy tầm bạ đủ thứ, nói láo, nói đôi chiều, nói thiêu dệt, nói hung ác. Cho nên tại sao cái giới thứ năm nó quan trọng là như vậy? Hiện đời nó đã làm cho con người không có sáng suốt, rồi tương lai đầu thai trở lại nó làm cho con người trở thành mê muội. Mà khi con người mà say xỉn không có sáng suốt á thì giao cấu sanh con ra nó trở thành ngũ đần nữa. Đó, cho nên sở chỉ Đức Phật viết ra, dạy ra năm cái giới như vậy để cho người Phật tử tại gia giữ. Và Đức Phật nhằm muốn bảo toàn cái hạnh phúc của con người, của người đệ tử Phật, của người tín đồ nhà Phật, hay là của nhân sanh. Nếu mà bất cứ người không phải là đệ tử Phật nhưng mà giữ năm giới vậy đó, thì cũng là hạnh phúc, cũng là chắc chắn sẽ trở lại kiếp người mà sống an lành, sống tự tại, sống hạnh phúc, để dần dần có phước báo đi lên. Như vậy thì không phải người đệ tử Phật mới giữ năm giới này, mà nếu người bình thường không có quy y giữ năm giới này vẫn là có phước báo. Quý vị nhớ cho nên Đức Phật, năm giới này không phải là giới điều, mà năm cái điều răn cấm này để giữ gìn cho nó tròn nhân cách con người. Như vậy thì khi chúng ta nói chuyện với một cái người nào đó đó mà muốn dẫn người ta vào đạo, hoặc là muốn nói đạo với người ta đó, người ta chưa biết gì đạo, thì các Phật tử chỉ gói gọn trong cái năm giới và ba quy này thôi. Đừng nói khác hơn nữa, đừng nói xa hơn nữa, vì người ta chưa biết gì mà mình nói trên mây, trên gió thì người ta không hiểu. Nói cao người ta không hiểu, mà phải gói gọn trong cái năm giới này. Đó thì tôi chia sẻ với tất cả các quyến thuộc kia đó. Vậy để khi mình hướng dẫn cho ai đến với đạo thì mình phải biết đó là cái thừa thứ nhất gọi là nhân thừa. Cái thừa thứ hai gọi là thiên thừa, là cổ xe dùng, cổ xe
là cỗ xe để chuyên chở phước báo cõi trời đó. Mà dùng cái thập thiện, dùng cái tứ thiền, dùng cái bát định để chở chúng sanh vượt khỏi bốn châu lên các cõi trời. Giáo lý thiên thừa là cao hơn nhân thừa một bậc. Người tu thiên thừa phải giữ gìn ba nghiệp thân miệng ý, không làm 10 điều ác. 10 điều ác là thân nó có ba, là sát sanh, là trộm cướp, là tà dâm. Bây giờ như vậy là ba cái giới này, ba cái nghiệp này nó nằm trong ba cái giới đầu của nhân thừa. Như vậy thì thân nó thường có tạo ba tội. Bây giờ mình tu trên bước đường thiên thừa đó thì mình phải dừng ba cái tội đó. Mình chuyển ba cái tội đó thành ba cái nghiệp thiện. Thân nó trở thành không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm. Miệng thường có bốn cái tội là nói dối, nó đôi chiều, nó là thiêu dệt, nó là hung ác. Nói vậy thì cái miệng thì nó phạm vô cái giới thứ tư của nhân thừa. Đó thì coi như tới đây là mình tạm tới là bước qua được cửa nhân thừa. Rồi bây giờ mình thiên thừa rồi, thêm một cái nữa là ý không tham, không sân và không si. Hành giả cần luôn hạn chế ý niệm tham sân si. Khi chúng vừa phát khởi lên thì phải nhận thức ra ngay, rồi tìm cách dứt sạch đi. Tuy nhiên người mới tu thiên thừa chưa thể bỏ hẳn ngay được, chỉ nên cố gắng dần dần hóa giải những phiền não ấy thì sẽ có giây phút an lạc thực tại. Bởi vì chúng ta mới tu mà, chúng ta tập tu thì dĩ nhiên chưa bỏ liền được, nhưng mà phải dần dần chuyển hóa đó. Người xưa có nói, việc chưa đến thì đen như sơn, việc qua rồi thì sáng như gương. Nếu người thế gian hay người tu đặt nhiều hy vọng vào bất kỳ điều gì ở tương lai thì sẽ thất vọng. Sở dĩ ngày nay có nhiều người mất niềm tin với đạo là vì một phần họ đặt lòng tin nơi đạo nhiều quá, theo đạo Phật mà không có kết quả an lạc là vì chúng ta không chịu học tập giáo lý, không thực hành theo lời Phật dạy, tổ dạy, không sống theo chân lý mà sống với tâm mong cầu thì phải chịu khổ đau. À, các vị thấy là khi luận giải tác phẩm này thì tôi viết rất rõ và tôi dịch rất kỹ. Sở dĩ tôi khỏi phân tích, tôi đọc vậy thôi thì các vị cũng hiểu rõ rồi. Tổ Huy Sơn dạy, kim sanh tiệm tu quyết đoán, tưởng liệu bất do biệt nhân, nghĩa là tự mình quyết định số phận của mình, đừng mong chờ vào ai khác. Nếu trong đời ai tốt với ta thì ta biết ơn và tôn trọng, nhưng không nên đặt trọn niềm tin vào họ, nếu không ta sẽ đau khổ về sau. Bởi thế gian không có cái gì bất biến, trường tồn và chắc chắn. Thế gian này không có gì mà trường tồn chắc chắn hết. Vậy mà đối với cái tinh thần mà tu nhân thừa, từ bắt đầu từ đây á, là chư tổ, chư Phật, chư tổ đã dạy là kim sanh tiệm tu quyết đoán, tưởng liệu bất do biệt nhân. Nghĩa là mình phải quyết định số phận của mình, đừng có mong chờ vào ai khác. Bởi vì xét trong đời này đó thì ai tốt với ta, ta biết ơn và tôn trọng, nhưng đừng nên đặt trọn niềm tin vào họ. Bởi vì trên cuộc đời này không có cái gì là trường tồn và chắc chắn hết. Đối với đạo Phật, chúng ta học, chúng ta sống, chúng ta làm theo chân lý Đức Thế Tôn dạy, thông qua sự suy tư, chiêm nghiệm, cân nhắc cẩn thận thì khó bị thất vọng nặng nề. Ngược lại, ta cứ nghe bừa theo những thuyết vu vơ, rồi lại lục cầu nguyện, gửi gắm cả thân tâm cho sự vang sinh ấy thì làm sao hết khổ. Chẳng hạn, có hai nước đang chiến tranh mà cả hai đều cầu nguyện phương cách để tiêu diệt đối phương. Nếu Phật và Bồ Tát đem lòng từ bi giúp đỡ theo lời nguyện cầu thì chắc hai nước sẽ không còn ai cả. Chư Phật Bồ Tát với tâm từ bi vô lượng thương chúng sanh nhưng không thể giúp cho họ làm điều phi pháp. Chư Phật và Bồ Tát thương tất cả chúng sanh đó, nhưng mà không thể giúp cho làm điều phi pháp. Như vậy thì có nhiều khi chúng ta đến với đạo Phật, chúng ta cầu nguyện, có nhiều người cầu độc lắm,
cầu nguyện cho con á, tiêu tai tiêu nạn gì đó, nó tới ai nó tới chứ đừng tới nhà con. Hồi tôi ở nhà quê á, tôi nhớ có nhiều người cầu ngon lắm, nguyện cho tiêu tai tiêu ách gì đó, cho tai qua nạn khỏi, bệnh bệnh tật ốm đau, nó đi tới nhà ai tới chứ đừng nghe nhà con. Mình cầu vậy, mình cầu đọc vậy đó. Tôi hỏi vậy là tôi hỏi vậy là mình đẩy tới nhà ta rồi, vậy là mình có tâm từ ở đâu? Không lẽ Phật cũng giúp vậy rồi vậy là ai cũng phải mua xôi mua chuối để mà cầu vậy hết trơn, rồi vậy là cái mình trở thành người ác sao? Phật giúp cho cái người ác mà phát niệm hay sao? Cho nên đã cầu là không được gì hết, mà cầu cho pháp giới chúng sanh thì mình có tâm như vậy thì nó còn có thể chấp nhận được. Chứ mà cầu mà để cái tai nạn nó qua khỏi chỗ mình, nó tới nhà ai nó tới thì coi như trở thành cái tâm ác. Mà nhà quê mình có tật vậy là cái thể cầu cầu tai nạn tới ai tới, đừng tới con được, đẩy cho người khác vậy đó. Đó, cho nên quý vị nhé, chư Phật và Bồ Tát với tâm vô lượng thương cứu chúng sanh nhưng không thể giúp cho họ làm điều phi pháp. Và bắt đầu từ thiên thừa trở lên đó là có cái cặp mắt nhìn nhìn hơi xa một chút. Rồi bây giờ cái xe thứ ba là thinh văn thừa, là cỗ xe dùng pháp môn tứ đế chuyên chở chúng sanh vượt qua ba cõi đến niết bàn hữu dư, cái thành quả a la hán. Nghe tư duy và tu tập theo pháp môn này là việc làm của sa môn, tức là người xuất gia. Sa môn tiếng Phạn có nghĩa là cần, tức là người xuất gia cạo bỏ râu tóc, siêng làm các việc lành, nghĩa là cần, ngăn dứt các điều ác gọi là tức. Tu tập để rõ biết tự tâm sáng suốt, tự tánh ngộ pháp vô vi, thoát trần lao sanh tử, chứng bốn quả Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A La Hàm, A La Hớn. Thật ra xuất gia không phải dễ, không phải để chứng thánh quả. Vì hiểu chưa đúng cho nên nhiều người vào chùa cạo tóc mong được quả thánh. Phật dạy phù xuất gia giả, phi tướng tướng chi sở năng vi. Theo đó thì người xuất gia có ý nghĩ, việc làm, lời nói phải thật tâm và ngược dòng sanh tử. Bằng không khéo thì lỡ quan, lỡ lính, lỡ làng, lỡ bề dân giả, lỡ đàn công khanh. Cho nên người xuất gia phải phải biết mình, nó có nghĩa là ngộ vô vi pháp, hiểu rõ tự tánh. Chứ bây giờ có nhiều người xuất gia mà theo phàm tục quá thì coi như cuối cùng lỡ quan, lỡ lính, lỡ làng, mà lỡ bề dân giả, lỡ đàn công khanh. Vậy mà người xuất gia phải làm chủ cái tư tưởng của mình. Cho nên có nhiều vị ở ngoài đời á mà cứ nghĩ là người xuất gia phải theo mình. Nên đời này có nhiều, ngày xưa tới ngày nay á, có nhiều người có cái bệnh đó, nghĩ mình có tiền của, nghĩ mình có trình độ, có tri thức rồi vô coi như là muốn làm chủ luôn cái người xuất gia tu hành, nghĩ là à, người đó đáng con, đáng em, đáng cháu mình, không hiểu gì hết, không rành cuộc đời, cho nên muốn lái cái ông thầy hay là một vị tu sĩ hay một vị sư nữ gì đó để theo cái chiều hướng nghiệp của mình, thì cái này là sai. Thì vậy mà cho nên nó nhiều nhiều khi giữa tăng và tục hay bị mâu thuẫn chống trái với nhau rất là nhiều chỗ này, nhất là các vị mà mới vào đạo. Bởi vì cứ nghĩ rằng là cái người đó là đáng tuổi em mình, đáng tuổi con mình, đáng tuổi cháu mình, không có hiểu gì hết trơn, phải theo cái chiều hướng của mình, tại mình đã từng trải, mình đã hiểu biết, mình đã khôn rồi. Rồi có nhiều người có tiền có của lại bỏ ra lại là muốn lèo lái một vị tu sĩ theo cái sự hiểu biết của mình nữa. Thành ra cuối cùng rồi cái người tu nó lỡ lỡ trên, cho nên là cứ xưa mà người ta viết cái câu này: lỡ quan, lỡ lính, lỡ làng, mà lỡ bề dân giả, mà lỡ đàn công khanh, nghĩa là à, vừa muốn đi thi để làm trạng nguyên để làm quan á, thì trên đường đi cái nó ô thôi làm quan làm chi, chứ nó kệ thôi làm danh đi, cái này trở đi, bắt đầu đi trở về đoạn rồi cái đó thôi, con người thì phải có chí cả, phải là có danh gì vậy, nói xong thôi đi thi đi, cứ đi qua đi lại đi tới luôn, cuối cùng rồi thi cũng không xong mà làm danh cũng không, rồi cuối cùng lỡ
lỡ quan, lỡ lính, lỡ làng là như vậy. Cho nên vì vậy mà nói đến người xuất gia tưởng dễ mà khó làm. Bản thân tôi luôn cố gắng đẻo bỏ vô minh phiền não, vậy mà cũng nảy hốt giác, hốt mê, lúc thì thức tỉnh, lúc thì mê muội. Lắm lúc tham vọng tự thân trỗi dậy, hoặc khi bị chìm vào nghịch cảnh cuộc đời, tôi đều nhờ vào khúc ca chứng đạo này mà lòng an. Thì khi mà tôi đã viết được cái tác phẩm này thì thật lòng cũng nói thẳng với đại chúng là cái tư tưởng tôi cũng không vừa đâu. Có nghĩa là tôi đã trải qua quá nhiều cái đắng cay mấy mươi năm trên bước đường ở trong chùa gọi là tu của tôi rồi. Vậy mà đối với tôi thì không phải là liều, không phải là không biết, nhưng mà có khi nó cũng phải uống theo cái duyên một chút thôi, một chút thôi, chứ không thể nào uống hoàn toàn giống như cái nhành tre mà uống cong thành vòng tròn được, không có chuyện đâu. Và cho nên thưa với đại chúng, thưa các Phật tử nhớ, đối với thầy thì đã trải qua những cái giai đoạn thăng trầm, và cái sự khen chê phải quấy tốt xấu là coi như tôi đã quá nhiều rồi. Thì bây giờ lâu lâu ai khen cũng vui chơi vậy thôi, ai chê cũng buồn buồn chơi chút vậy thôi, chứ còn để mà đau khổ, để mà chết vì cái khen, chết vì cái chê đó, thì đối với tôi thì thưa với toàn thể quyến thuộc trên khắp thế giới là quý vị đừng lo sợ thầy bị động. Không bị động, động chơi, có động là cũng động chơi, vì cuộc đời này nó giả. Thì ai buồn, ai giận, ai khen, ai chê, ai tốt, ai xấu gì đó, thị phi, phải quấy nhân, ngã bị thử gì đó, thì tất cả đều là trò chơi của người trí giả. Mấy người trí giả, người tu hành, sa môn thích tử mà không có những cái điều đó thì coi như nó buồn lắm. Thì, nhưng mà đó là những cái cách để cho cái người xuất gia, cái người sa môn thích tử thực tập. Thấy đó là cái trò chơi, thấy đó là một cái giấc mộng. Mà nếu mà còn vô minh, còn phiền não nhiều nhiều á, thì gọi là giấc mộng dài. Còn mà dễ dàng phủi bỏ những cái vô minh phiền não đó tức thời á, thì giấc mộng ngắn thôi. Chứ tất cả trong thế gian này cái gì nó cũng mộng. Mà chư tổ nó là tranh thế sự trăm năm bạc. Tranh cái cuộc đời này, thế sự này thì trăm năm đều là bạc hết. Bạc ở đây là màu trắng, cái màu bạc, cái màu mà nó coi như là nó bị cái ánh sáng nó chiếu vô, nó trở thành bạc, bạc bẽo. Tranh thế sự trăm năm đều là bạc bẽo hết. Kịch trần duyên giấc mộng vàng. Cái cuộc đời này, cái duyên của cái cuộc đời này, của cuộc trần này, nó giống như một cái tuồng kịch, một cái tuồng hát, giấc mộng vàng, giấc mộng đẹp. Quý vị thấy cho nên hai câu mà tổ nói tranh thế sự trăm năm bạc, tham sân si sao mang nghiệp vào thân. Cái người nào mà tham sân si nhiều quá thì mang cái nghiệp vào thân. Cho nên sở dĩ cái đời nay mà mình hưởng cái quả như thế nào là do cái nhân ở kiếp trước của mình bị tham nhiều quá, sân nhiều quá, si nhiều quá. Kiếp này mà mình nghèo hèn, mình đầu tắt mặt tối, bao nhiêu tiền, bao nhiêu của rồi cũng trắng tay, cũng mất hết. Cũng tiêu tan hết, là tại vì kiếp trước mình không biết cái nhân đức, mình không biết giúp người, mình không biết bố thí, mình không biết cúng dường. Mình tham lam, bỏng sẻn, ích kỷ, cướp đoạt của người, cho nên kiếp này mình có bao nhiêu mất hết. Đó là nhân quả rõ rệt như vậy. Quả hôm nay là cái nhân của cái kiếp trước. Rồi kiếp hôm nay tại sao mình sanh ra đời, mình không ai thương yêu mình hết. Ai thấy mình cũng xa lánh, ai thấy mình cũng ghét. Không có người nào chấp nhận cái lời nói của mình, cái hành động của mình, cái việc làm của mình, cái ý nghĩ của mình, là do kiếp trước mình từng muốn hơn người, mình từng ý quyền, ý thế của mình đè đẹp những cái tư tưởng của con người, rồi đọt lại tranh danh. Cho nên kiếp này mình sanh ra nó cô đơn, nó nghèo khổ, nó xấu xí, không ai thương, nói không ai nghe,
đều là do cái nhân mình làm mà hôm nay mình được cái quả. Thì đại đức Phật mình biết như vậy thì ngay kiếp này mình phải trả cái quả mà mình phải tạo cái nhân, tạo cái nhân cho tốt lành, cho tươi đẹp, để rồi ngày sau mình được thừa hưởng. Như vậy thôi, thì trên đời này hãy cứ gieo nhân gì gặt quả đó. Hiện đời mình đem cái tâm mình hoan hỷ, mình tùy hỷ, mình vui mừng, mình xả bỏ, mình buông thả, thì đời sau của mình sống cuộc đời nó vô cùng thoải mái, vô cùng hạnh phúc, vô cùng tự tại. Còn đời này cái hở giận, hở cái hờn, hở cái cuộc gút trong cái tư tưởng của mình, rồi mình tự mình gò bó, mình ngay hiện đời mình ăn không được, ngủ không yên, rồi lòng nó cứ nao nao, nó buồn buồn, nó giận giận, thì nó di hại cái quả báo kiếp sau của mình, sinh ra nó nghèo khổ của mình. Cho nên trên cuộc đời này, đối với tư tưởng nhà Phật là tư tưởng nhân quả rất rõ ràng. Vì vậy mà người đệ tử Phật chúng tôi, người xuất gia chúng tôi là phải nghĩ rõ điều đó. Cho nên đời tôi thì tôi cũng biết mình còn nảy hốt giác như hốt mê. Có khi thì mình thức tỉnh đó, mình hiểu biết đó, nhưng mà có khi nó cũng còn mê muội đó. Vì vậy mà những khi chìm vào nghịch cảnh cuộc đời, tôi đều nhờ khúc ca chứng đạo này mà an lòng. Người tu tập thanh văn thừa luôn tìm nguyên nhân của quả khổ và thực hành pháp tứ đế để đến được niết bàn an lạc. Cụ thể hơn, bước đường tu tập đó còn thêm 37 trợ đạo phẩm, nó gồm 7 khoa: tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề và bát thánh đạo. Đó là 37 cái phần trợ đạo, trợ là trợ giúp cho ta trên con đường đạo. Nói như vậy thì cái người tu mới xuất gia như chúng tôi ở trong chùa gọi là cạo tóc, gọi là làm sa môn, thì phải am tường cái tứ đế này. Đó là bắt đầu, đây là thuộc về tiểu thừa đó. Mà trong tinh thần sau này chia ra là tiểu thừa là bắt đầu đi ngang đây nè, thì gọi là tiểu thừa. Thứ tư là duyên giác thừa, là cổ xe dùng pháp môn thập nhị nhân duyên để chở chúng sanh vượt qua ba cõi đến niết bàn vô dư thành Bích Chi Phật. Thập nhị nhân duyên là giáo lý về duyên. Duyên khởi hình thành vạn pháp, từ con người cho đến vạn vật, động vật, thực vật, phán vật, hay gọi là hữu tình, vô tình, không thể hiểu và giảng giải giáo lý này một cách sơ sài, y theo câu chữ mà có thể đúng với chân lý của Phật dạy được. Chẳng hạn có người tư duy một chiều rồi nói con người do vô minh mà sanh ra, đó là cách hiểu chưa tường tận về giáo lý duyên khởi. Hiểu như vậy, nói như vậy chẳng khác gì đánh trống, đánh đồng bầu trời trong sáng với mây mù. Thật ra bầu trời lúc nào cũng trong sáng, mây là hiện tượng của duyên sanh của vũ trụ vạn hữu. Thật tánh của mây mù là trời quang thanh tịnh trong sáng. Cho nên trong chứng đạo ca có nói, khi vô minh thì mây mù tác động hoành hành, nhưng mà khi tĩnh lặng thì bầu thái hư trong sáng. Cái duyên giác thừa thì nó dài lắm, gồm có thập nhị nhân duyên. Thì thôi thì tôi lướt qua từ từ, rồi các bài sau tôi sẽ nói rõ. Cái thứ thừa thứ năm là Bồ Tát thừa, là cổ xe dùng pháp môn lục độ bi trí chở chúng sanh vượt qua cảnh giới của tam thừa ba cõi để đến đại niết bàn vô thượng bồ đề. Bồ Tát thừa còn gọi là đại thừa, tức là giáo lý cho hàng thượng căn thượng trí có sự hiểu biết và trồng sâu căn lành. Người nào nghe giáo lý này chấp nhận thực hành, tức là đang bước trên lên đài vô thượng giác. Bồ Tát thừa là cái cổ xe mà chúng ta đi đến cái đài vô thượng giác, là chuẩn bị thành Phật. Thì với cái tinh thần cửa Phật giáo phát triển á, thì ai muốn thành Phật thì phải bước qua ngưỡng cửa Bồ Tát. Nhưng với tinh thần của tiểu thừa Phật giáo Nam truyền á, thì họ không chấp nhận, họ chỉ
chấp nhận tới cái tiểu thừa như tôi đã giảng hồi nãy là sa môn tu hành là thành a la hán thôi, chứ họ không không có chấp nhận qua cái ngưỡng cửa bồ tát này. Nhưng mà trên tinh thần đại thừa Phật giáo là phải là bồ tát mới qua tới cửa ngưỡng cửa Phật được. Bởi vì trên tinh thần của tiểu thừa Nam truyền á, thì họ họ nói rằng là người tu phải xa lánh trần tục để mà trở thành một cái người thanh tịnh an lạc và giải thoát giác ngộ. Còn trên tinh thần của Bồ Tát á, thì người tu không có xa cuộc đời mà nhập thế để mà dẫn dắt người ta ra, chứ không có bỏ cuộc đời này được, không có lìa cuộc đời này mà thành Phật được. Đó, hai cái nó khác nhau vậy mà cái thời gian từ sau khi Phật nhập diệt mấy trăm năm tới ngày nay đó, giữa hai cái hệ tư tưởng này hoàn toàn không giải quyết với nhau được, không có thể mà ngồi lại với nhau được tới giờ này. Và mãi mãi thì coi như là bên tiểu thừa thì họ bảo thủ theo cái ý của họ, còn bên đại thừa Phật giáo thì vẫn nói cái ý của mình là cao thượng là đúng. Vì vậy mà tại sao tôi có những cái anh học trò, anh Phật tử theo đã gần thầy trong cái quá trình lâu dài, nhưng mà tại sao thầy trò cứ lâu lâu cứ nói qua nói lại với nhau giống như là có sự đả kích lẫn nhau, là tại vì cũng vì hai cái hệ tư tưởng này đây. Cho nên nếu ai mà chấp nhận theo theo thầy trên bước đường mà học đạo, tu đạo, hành đạo thì phải chấp nhận cái tư tưởng đại thừa Bồ Tát Tạng này. Mà đại thừa Bồ Tát Tạng là lấy cái tâm từ bi làm chánh, cho nên không có nói những cái lặng nhặng lại nhại, mà cái gì mà đem lợi ích cho chúng sanh thì làm, không có nghĩ tới mình, có khi không nghĩ tới mình. Còn cái tinh thần mà của tiểu thừa của Nam truyền á, thì cứ tối ngày cứ diệt khổ rồi nghĩ tới mình không, cứ kiểm tra lại mình, nghĩ tới mình. Còn tinh thần của Bồ Tát thừa thì không có, phải lấy cái tâm từ bi làm chánh. Có khi làm cái việc đó tưởng chừng như ác, nhưng mà đem là cái sự an vui cho người, cho số đông, thì đó là cái việc trở thành thiện. Đó, cho nên giữa hai cái tư tưởng này mà có nhiều học trò, nhiều Phật tử mà cũng gần gũi thầy thời gian cũng dài đó, nhưng mà giống như hai thầy trò với huynh đệ cứ chiến đấu với nhau, cứ coi như là công kích với nhau, là cũng vì những cái tư tưởng này. Bởi vì tư tưởng đại thừa là phải ăn chay, còn tư tưởng tiểu thừa là không cần ăn chay ăn mặn, có gì ăn nấy, rồi coi như là cứ nói rằng ăn chay ăn mặn nó ngay, ăn chay nó láo, cứ chơi với nhau như vậy thôi. Bởi vì quý vị thấy đó, quý vị làm với giờ biết đó, mình ăn chay mà mình thấy toàn là cá thu chay, rồi tôm chay, rồi gà chay, mình đặt tên những cái gì thì người ta mới ngạo là tên ăn mặn nó ngay, ăn chay nó láo là vậy đó. Cái món đó là món chay mà mình tự đặt cho cái món mặn rồi mình thì người ta mới ngạo mình được. Còn người ta ăn mặn là ta nói ăn mặn, ta ăn thịt gà đó, tôi hôm nay ăn thịt gà, ăn vịt, tôi nói ăn thịt vịt, ăn cá đó, tôi ăn cá, ta đâu có đặt ra cái chay hết trơn. Thành ra như vậy mà nó cứ bút chiến với nhau, cứ nói qua nói lại với nhau để trở thành có khi nó giống như là thù địch với nhau. Đó thì tôi chia sẻ cho quý vị mà những cái tư tưởng này coi như là khó coi vậy á, cho nên phân biệt rõ ràng cái Phật giáo nó có năm cái thứ đệ đàng hoàng như vậy, mà không phải là cái người bình thường, cái người mà chưa có thoát ly được cái sự thiên kiến của mình thì cũng chưa có phân biệt được. Thế thì có khi á, mình ngồi với nhau như thế này nè, nhưng mà cái người á, thì có khi nói chuyện về nhân thừa thôi, nhưng mà có người ta muốn chơi gác ha, cái nó nói chuyện tốt ở trên cao gì nè, gọi là đại thừa. Thế thì giống như là đối thủ với nhau. Rồi có khi cái người đó đang nói đại thừa thì mình chơi, mình quất cái nhân thừa vô đó, hay tiểu thừa vô đó. Thành ra nó như vậy hoài. Thì đó là một cái tư tưởng mà chúng ta chưa có ngồi lại và chưa có thấu đạt với nhau về cái năm thừa Phật giáo này. Như vậy thì thầy nhắc nhở cho toàn thể quý quyến thuộc của thầy trên thế giới ấy, là khi chúng ta tìm hiểu đạo Phật, khi chúng ta là tín đồ nhà Phật, thì chúng ta phải nắm rõ năm cái nấc thang như thế này thì bây giờ không có đối nghịch với nhau được. Cho nên ví dụ giờ quý vị theo một ông thầy nào đó ăn mặn
là quý vị sẽ công kết trong thầy thiện tài để ăn chay, ví dụ như vậy. Rồi quý vị theo thầy thiện tài để ăn chay, thì quý vị thấy ông thầy đó ăn mặn thì quý vị sẽ hoàn toàn không đồng ý với ông thầy đó, là tại vì chúng ta chưa có hiểu được cái tư tưởng Phật giáo, chưa có hiểu được cái năm thờ này, thì chúng ta thấy cái gì chúng ta cũng thấy đó, nó không phải hết trơn. Tại vì người ta ăn mặn, ví dụ vậy, người ta bên tiểu thừa hay là ông thầy nó ăn mặn là tại vì ông chỉ nhìn của ông trong cái thừa đó thôi, nó không vượt qua khỏi cái đại thừa được. Còn như tôi là tại sao tôi chấp ăn chay, rồi nhiều vị đó, ôi cái ông đó ông ăn chay, ông ăn chay ăn vậy thôi chứ rồi ông tối ngày cứ chửi mấy người ăn mặn, ví dụ vậy. Rồi vậy là cứ nó qua nó là nó hoài không có giải quyết được vấn đề. Cái đó ông nói ông ăn chay đâu phải ăn chay thành Phật. Chỉ nhân đúng ăn chay phải không? À, không phải ăn chay mới thành Phật. Nhưng mà theo tinh thần của Đại Thừa Phật giáo á, thì muốn thành Phật phải ăn chay. Bởi vì ăn chay nó thể hiện được cái tâm từ bi như tôi nói hồi nãy, trong cái nhân thừa đã bắt đầu có cái lòng từ bi ở trong, không nỡ giết chúng sanh rồi. Thì tại sao bây giờ bên những vị mà ăn chay, ăn mặn đó, cứ lại nói là mình ăn mặn vậy mà mình nói ngay. Còn mấy anh chay ăn chay còn nói láo, cứ vậy rồi chơi qua chơi lại, nó có cái ăn này thôi mà cũng khó có thể giải quyết được. Quý vị thấy không? Có cái ăn thôi đó, theo đạo Phật có ăn chay với ăn mặn thôi mà đã là cấu xé với nhau, đó là nói qua nói lại với nhau giải quyết không được thì đừng nói chi cái vấn đề gì khác. Như vậy thì các vị là người Phật tử, người tín đồ nhà Phật, quý vị phải sáng suốt ở chỗ này. Mà muốn sáng suốt chỗ này thì phải hiểu cho rõ năm cái thừa này. Thì ra vì vậy mà tất cả các bộ kinh tôi luận, tôi viết, tôi đều nhắc cái điều này trước. Mà tôi muốn giảng dạy tôi phải nhắc cái điều này trước. Vì hôm nay tôi giảng có đầu có đuôi để mà cái cuốn sách Chứng Đạo Ca này á được lan tải tới tất cả mọi Phật tử, thì tôi nhắc rõ như vậy. Nếu hiểu rõ như vậy là các vị dễ thông cảm với nhau. Thành ra cách đây mấy hôm thì tôi có một học trò mà cái người gần gũi tôi mà từng làm những cái trang Facebook, trang web đều đó, thì coi như viết lên một cái tác phẩm, copy một cái tác phẩm của một vị thiền sư. Thì ông thiền sư đó, thì có một người lại hỏi ông thiền sư đó, hỏi chứ coi như là giết trâu có tội không? Đó, tôi nói cho toàn thể quý Phật tử trên thế giới nghe câu chuyện. Thì có một cái trên cái trang Facebook của chú Lộ có hỏi là giết trâu có tội không đó, học trò Phật tử tôi đó, trâu có tội không? Thì ông thiền sư đó nói không có tội, nhưng mà ông có nói thầm câu sau: giết một thì trả một, có nghĩa là mình giết cái con trâu thì con trâu nó sẽ giết mình lại, như chẳng hạn như giết một mạng thì đền một mạng chứ không có tội. Cái câu trả lời như vậy đó, thì cái này mình nghe đầu tiên mình nghe thì mình nói mình không nghe cái câu sau á, thì nghe cái câu trước không thì nó không có tội đó. Cho nên cái này là một cái nguy hiểm. Một vị thiền sư trả lời như vậy không sai, nhưng mà thật sự không khéo nó trở thành nguy hiểm. Nếu mà ta che mắt cái vế sau thì tôi hỏi quý vị nghĩ làm sao? Giết trâu có tội không đấy? Không có tội. Giết một thì đền một. À, giết có nghĩa là giết một mạng thì đền một mạng. Thì tôi thấy câu chuyện đó tôi không có đọc hết, nhưng mà tôi thấy cái đoạn đó cái tôi mới comment thôi, thôi chứ vậy thì ông thiền sư đó có trả lời tiếp rằng ăn thịt nó ăn thịt mình không? Thì như vậy thì bắt đầu nó đụng rồi đó. Nó đụng tới những người tư tưởng, cái người ăn thịt họ sẽ đụng. Bởi vì ông thiền sư trả lời tới đó thôi, thì tôi có quyền tôi hỏi thêm câu nói vậy thì ông thiền sư có trả lời tiếp không là mình ăn thịt nó ăn thịt mình không? Các quý vị nghe hiểu gì đó rồi không? Thì bắt đầu giống như là nó có sự đụng với nhau, đụng dữ dằn đụng. Thì tôi thấy coi như là bắt đầu là đụng tới vấn đề ăn chay ăn mặn rồi. Thôi thì tôi rứt ra. Tại vì cái tư tưởng của mọi người đang nghĩ tới vấn đề để mà muốn lý luận vấn đề là việc ăn chay ăn mặn, mà tôi biết biết cái câu vậy thì đụng với họ rồi. Thì như vậy cho nên nó khó lắm. Vì vậy mà tôi thấy ngày nay các vị Phật tử, các vị học trò, các vị quyến thuộc của thầy trên thế giới, thầy cần nhắc những điều này để các vị khi một khi muốn
muốn muốn nghĩ tới đạo Phật, muốn phát tâm tu hành thì phải rõ ràng. Đừng có lộn xộn là nghe bên này rồi nghe bên kia rồi ba hồi ở trên cao ba hồi dưới thấp, là cuối cùng mình đã lững lững không biết ở đâu, ở trên đụng dây điện cháy. Các bạn có gì thấy không? Nó khó lắm. Vì vậy mà người đệ tử Phật phải hiểu năm thừa rồi mới nghiên cứu giáo lý Phật. Mà ngày xưa đó thì những người tu như chúng tôi á, thì trong kinh trong luật có ghi rõ đó là tiên học lực, hậu học tu đa la. Có nghĩa là ai muốn theo nhà Phật, ai muốn tu hành mà có đúng cái pháp để giải thoát giác ngộ á, đúng theo con đường của Phật dạy, thì trước học luật sau mới được học kinh. Có nghĩa là khi mình có cái quay phong, cái nề nếp, cái đủ cái sự tu tập rồi đó, thì bắt đầu mình mới nghiên cứu kinh sách, mình mới am tường được. Còn bây giờ không có bao giờ Phật tử tới chùa cái là lạc đặt là lo lên mạng, là lo học trên trời dưới đất không, rồi cứ lấy cái sự trên trời dưới đất nó nhét cho người khác, là hoàn toàn nó sẽ chống trái với nhau thôi. Vì vậy mà ngày xưa chư tổ hay lắm, dạy rõ ràng lắm. Thí dụ như các vị Phật tử tại gia nè, quy y, muốn quy y với thầy thì trước tiên quý vị phải rõ những cái điều căn bản của được, chứ không phải là vô chùa cái là coi như là Phật tử. Bây giờ tại cái thầy văn minh cho nên cứ sợ mắt không à, cứ mắt cái gặp ai cái lạc đạc sợ ta đi quy y chỗ khác, cái kêu quy y mình đi, tôi cũng có cái bệnh này nữa, tôi sợ mắt kêu quy y mình đi, cái thành ra là nó quy y mình, là cái cuối cùng cái này lâu lâu cái thầy trò chửi nhau chí ché, giận hờn nhau chơi vậy. Tại vì sao mình không dạy ta được, mà ta cũng không học được cái mình gì, cho nên cuối cùng là nó phiền não là vậy đó. Thành ra ngày nay Phật tử ngày nay cũng tu bấm nút, mà mấy thầy thì dạy cũng dạy bấm nút, cho nên cứ theo kiểu vi tính không, thành ra cuối cùng rồi cái sự học tu nó không kết quả. Thành ra thôi thì từ đây thầy sẽ giảng kỹ lại một vài vấn đề này. Và thưa với toàn thể các vị là cuốn sách này thầy ra đời là thầy nhằm đó là một cái kỷ niệm sâu sắc trong cái cuộc đời tôi của tôi 24 năm qua. Mà nhờ một năm tôi ở chùa Phật Quang mà tôi viết lên lại cái tác phẩm này, dù bây giờ không còn ở đó nữa, nhưng mà cũng cảm ơn một cái duyên cái cảnh trong một năm qua tại nơi đó mà đã ra được cuốn sách này. Thì bây giờ thầy cũng thông tin với mọi Phật tử trên thế giới là đời của thầy thì bây giờ vui như vậy thôi, trước sau vẫn giữ lập trường vui như vậy. Thì bây giờ ai quý thầy, ai hiểu thầy, ai chấp nhận bằng lòng cái con đường của thầy thì cùng nhau quan hỷ, cùng nhau trao đổi, chia sẻ tiến tu. Còn ai mà cảm thấy không bằng lòng, không đồng ý hoặc là không có thuận duyên, thuận cảnh với thầy thì mọi việc nó cũng là như vậy thôi. Thì đời của tôi thì cũng thông tin với toàn thể quý vị là giống như là bèo giạt mây trôi vậy đi. Thì coi như phải duyên thì mọi việc thì cứ làm, nghịch duyên thì cái chuyện nơi ăn chốn ở là cái chuyện thường sự. Còn cái việc mà giảng kinh, viết sách, thuyết pháp, độ sanh thì tôi vẫn làm đúng cái vai trò lý tưởng của cái người xuất gia, cái người mang cái dòng họ Thích. Thành ra thầy thông tin nó toàn thể các cái học trò, các cái quyến thuộc, những ai là nhiều đời nhiều kiếp đã có duyên với thầy rồi được biết điều đó. Thì coi như là đối với tôi thì trước sau duy nhất vẫn tuyên thệ trước Tam Bảo là giữ cái lập trường của mình, cống hiến hết những cái gì mà mình có khả năng được học, được tư duy, được nghiên cứu. Và vẫn có lập trường khuyên các học trò tử đệ của mình là các vị nhớ y pháp bất y nhân. Hai cái tiêu chí mà tôi cần cho các học trò quyến thuộc của thầy đó là: một là y pháp bất y nhân, hay là y bất liễu nghĩa. Còn cái chuyện y trí bất y thức, y lý bất y sự thì thôi mình cho nó giữa đi. Nó lấy hai cái đầu và cái cuối là y pháp bất y nhân. Và các vị nhìn thầy
các vị quý thầy, các vị nghe thầy, là nghe qua cái giáo pháp, khỏi nghe qua cái khỏi đừng có nhìn thầy. Mà quý vị người tu thì phải có cách gạn lọc, cái cách trạch pháp. Có nhiều vị lại phiền hà gì đó một cách rất vô lý, nó thầy tu sao thầy nói chuyện thế này thế kia thế nọ, thầy nói chuyện những cái lời lẽ nó hơi trần tục rồi kia nọ. Cái chuyện đó các vị chấp làm cái gì? Ví dụ như thầy giảng là quý vị cần gạn lọc những cái gì nó có ý nghĩa, còn cái chuyện gì mà phàm tục lời thầy nói không phải thì quý vị bỏ qua một bên, quý vị lội qua. Mà thầy thường hay giảng là tất cả các Phật tử mà hiểu đạo rồi đó thì các vị phải làm cái con thiên nga. Thiên nga có nghĩa rằng là con thiên nga nó từ trên cao nó bay xuống dưới một cái đầm lầy, cái miệng nó tắp phập 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 phập, nhưng mà nó tắp nó lừa hai bên cái mép của nó chỉ còn lại toàn là chất bổ không. Đó, chúng ta tu hành là vậy. Còn chúng ta không khéo là chúng ta giống như con vịt bầu. Con vịt nó ở dưới nước tối ngày, nó khum cái đầu, nó chống cái đít nó lên, nó lặn, nó hụp, nó mò, nó mẫm, nhưng mà cuối cùng trong bầu diều nó toàn là cát đất, vỏ ốc, vỏ sò không à. Đó, thành ra các vị tu hành là chúng ta phải làm con thiên nga. Cho nên thì vậy mà đối với cái chuyện mà vai trò mà hoằng pháp để mà giảng dạy Phật pháp á, mà nếu mà quý vị đòi hỏi mà thầy coi như là phải nói hiền từ, nói nhân đức, nói đừng có la lối nữa này kia nọ, thì coi như các vị còn cố chấp. Bởi vì có những cách sư phạm, có những cái nghiệp của người ta, ví dụ như tôi giảng là phải lên tay lên chân như này nè, phải đập bàn đập ghế tôi mới nói ra được cái nghĩa lý sâu xa được, đó là cái cách của người ta như vậy. Thì quý vị biểu tôi phải ngồi đâu ngồi đó, không nhúc nhích cả tiếng đồng hồ, nói từng câu từng chữ, thì tôi hỏi quý vị thì quý vị nghĩ như thế nào? À, cho nên thôi thì thầy cũng chia sẻ cho mọi người trên thế giới bây giờ nó đang cái mạng thông tin nó mạnh, các vị đang vào để mà học, để mà nghe những cái lời của tôi chia sẻ, thì tôi cũng thưa như vậy, chúng ta phải làm con thiên nga từ ở trên cao bay xuống táp cái phập là nó dính con cá gấp lên bỏ vô bầu diều, táp cái phập là dính con tôm càng đàng hoàng, chứ không có chơi giống như con vịt mà chui cái đầu xuống làm phẹp 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 cả sáng tới chiều, mà cuối cùng trong bầu diều toàn là vỏ ốc vỏ sò, thứ vỏ ốc vỏ sò thì nó đâu có chắc gì bòi bổ đâu, rồi toàn là đất bùn không. Chúng ta là người Phật tử phải làm con thiên nga. Đó thì đây là bữa mở đầu để giới thiệu về cái cuốn sách này. Mà các vị muốn học đúng cái chân lý Phật pháp thì các vị phải đi từng tự như vậy. Đó là cái lời tựa mở đầu để mà tôi dịch giải cái cuốn sách này. Mà cái cuốn sách này là bắt đầu tôi đặt bút tôi viết vào ngày 7 tháng 11 năm 2012. Tại chùa Phật Quang là bắt đầu tôi viết cái, tôi mở đầu cái cuốn sách này, tôi viết cái bài đầu tiên này là 7 tháng 11 năm 2012, thì bây giờ coi như là hơn một năm, mà nhưng mà viết có 3 tháng thôi, nhưng mà rồi gạn lọc rồi chỉnh sửa đồ nó cả năm mới vừa in ra được 2-3 tuần lễ đây là hoàn chỉnh thôi đó. Thì bây giờ đó thì thưa như vậy, thưa như vậy coi như bây giờ mà ngày mai tôi có chết tôi cũng mãn nguyện cái cuộc đời tôi mấy mươi năm của tôi. Thì bây giờ mấy ngàn bản sách như thế này thì bây giờ cứ việc phát hành ra, mà như tôi đã nói hôm trước là không có kêu gọi ai đóng góp để in ấn hết, thì coi như bây giờ ai cần thì bán, thì in mấy đồng thì Phật tử phụ mấy đồng, để cho coi như là nó có một cái giá trị, chứ không phải nói là thầy tài viết sách đồng bán. Thật sự bây giờ trên mạng nó đầy hết rồi, mà bây giờ các vị muốn đọc thì các vị cũng lên mạng các vị đọc, lên trang web cũng có rồi đấy chứ. Nhưng mà bây giờ tại sao tôi nói tiếng bán, là vì tôi nghĩ bây giờ cũng tội nghiệp cho các cái vị luận giải như chúng tôi, luận giải cả một công trình. Hồi lúc mà viết cái cuốn sách này hoàn toàn tôi chưa biết gì đánh máy hết, viết tay rồi đánh trở lại, rồi nhờ Phật tử in rồi sửa rất là cực. Họ viết tay rồi mới đánh máy, rồi tập đánh máy từng chữ. Thì bây giờ cái gì hết xong hết trơn rồi, trên mạng có hết rồi.
Nhưng mà nghĩ lại thì buồn một chút, buồn 5 phút vậy, nghĩ mình làm cực quá mà bây giờ trên mạng nó có ra, ai muốn coi bấm vô coi. Thành ra vậy sách in ra vậy, cái thời nay là sách giống như nó lỗi thời, nó lạc hậu vậy. Nhưng mà thôi cũng không không lấy gì buồn. Thành ra thầy muốn chia sẻ với toàn thể quý vị, thì nếu mà tất cả các nơi mà nghe bằng lòng mà tu tập, mà vui vẻ mà tu tập là cái niềm hạnh phúc nhất của những người hoằng pháp giảng dạy như chúng tôi. Thôi thì thầy gửi lời chúc lành đến hết các vị. Thì bây giờ trong cái thời gian mà tôi được ở nhà gần 20 hôm như thế này, thì cứ một đêm thầy giảng, rồi một đêm thầy nghỉ, thì cứ vậy thì cho các học trò, thì coi như là bây giờ có cái các vị làm ở trên mạng rồi, thì tối nay thầy vừa giảng xong thì tối ngày mai thì sẽ có cho các vị trên mạng coi, thì cố gắng làm cho nó sớm. Bây giờ có cái bộ phận để làm những cái trang web bây giờ, và cùng thưa với các vị là chuẩn bị ra một cái, có như một Phật tử ở tiểu bang khác á, thì có phát tâm chuẩn bị làm một trang web mới. Rồi bây giờ thì các Phật tử ở tiểu các tiểu bang khác nữa thì đang làm những cái du thuyết. Thì bây giờ trong lúc này là cái thời mà nhiều Phật tử các tiểu bang, mà bây giờ có nhiều vị Bồ Tát sát cũng muốn làm những cái du thuyết mới để mà tải khắp nơi khắp xứ cho mọi người coi nữa. Nhưng mà tôi nói thôi, vừa vừa làm quá ta đánh mình chịu không nổi. Nhưng mà trong lúc nhiều người đánh tôi chơi, đánh chơi mà tôi đánh chơi, nhưng mà thì lại là nhiều người lại lại làm mạnh về cái mạng truyền thông này, thông tin này, thì tôi vẫn vui thôi. Còn cái chuyện chánh pháp nó là chánh pháp, mà chuyện chuyện như thật nó lại là như thật. Thì chia sẻ cùng toàn thể quý vị, các thầy luôn lúc nào cũng bình tĩnh, cũng an lành, dù hoàn cảnh như thế nào, dù thời thế như thế nào, nhưng cái việc hoằng pháp và việc dịch giải của tôi không ngừng nghỉ một ngày nào. Kính chúc quý vị an lành tự tại. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Và chúng ta hồi hướng: chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ nguyện đoạn pháp môn vô lượng thệ nguyện học Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.